năm nhà đấu giá vì một giọng hát tuyệt đỉnh. Bất điều bất thành long nhật. Mặt vàng mới vàng mặt Kim Tử Long. Mọi người chuyện tiên cảnh nó chặt chém cho tao. Có một mình Kim Tử Long thôi là đủ chết rồi. Bây giờ lại thêm Minh Nhí và lại thêm là Long Nhật nữa. Đổi tên cái game này khác đi. Đi tìm khoảng lặng. Đi tìm khoảng lặng. Một giọng hát bí ẩn. Người đi biển biệt phương xa. Mỗi nhà đấu giá có 30 triệu đồng để bắt đầu cuộc chiến. 20 triệu. 21 22 23 23 24 24 25 26 30 giây 60 giây 30 giây 15 giây giọng hát nào sẽ giành chiến thắng? Đón xem tập 7 sàn chiến giọng hát 21 giờ 10 ngày 30 tháng 8 trên VTV3.